Melissa Lashes là một trong những cơ sở chuyên về dịch vụ nối mi và dạy nghề nối mi có uy tín tại khu vực West Sydney, với lượng khách thường xuyên gần đến con số 1.000 và hơn 100 học viên đã được đào tạo thành nghề. Melissa Lashes còn có lớp dạy nghề miễn phí dành cho các mẹ single mom có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi chi tiết xin liên lạc Melissa qua số 0439-688-886 hoặc đến thẳng shop tại level 1/262 Macquarie Street, Liverpool, New South Wales 2170. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Ninh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, sau một tuần lễ vận động tranh cử mà lãnh tụ Albanese có nhiều lầm lỗi, thì thời vận của Thủ tướng Morrison có vẻ như đã bắt đầu được cải thiện và ông Albanese đã phải trả giá đắt. Sau lễ phục sinh, cả Thủ tướng Morrison lẫn lãnh tụ Albanese đều đã gia tăng vận động tranh cử trở lại trong ngày tranh cử thứ 8. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022, và cũng là ngày thứ Hai của tuần Bát Nhật phục sinh. Thăm dò cử tri mới, lãnh tụ lao động Albanese trả giá đắt cho những lầm lỗi trong tuần lễ đầu tiên. Công ty thăm dò cử tri Resolve Strategic đã có cuộc thăm dò đối với 1.404 cử tri trên toàn quốc từ thứ Hai đến thứ Bảy tuần qua, và kết quả cho thấy rằng thời vận giữa Thủ tướng Morrison và lãnh tụ lao động Albanese có vẻ như đang đảo ngược, theo nhật báo Sydney Morning Herald và tờ The Age. Về mặt chi tiết, thì tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Morrison trong vai trò thủ tướng nay đã tăng lên 38% so với 30% dành cho ông Albanese. Trong khi chỉ số này hồi 2 tuần trước là 37% thuộc về ông Albanese và 36% thuộc về ông Morrison. Trong khi đó thì về số phiếu ưu tiên 1 thì liên đảng cũng gia tăng thêm 1 điểm lên 35%. Tuy nhiên điều đáng ghi nhận là nhân số cử tri chưa cam kết nay đã gia tăng lên 27%. So với 21% hồi 2 tuần lễ trước đây. Cũng đáng ghi nhận là các ứng cử viên độc lập nay đã có 9% cử tri ủng hộ trên toàn quốc, trong khi sự ủng hộ của cử tri dành cho Đảng Xanh vẫn không thay đổi là 11%. Đảng One Nation đã gia tăng từ 2 lên 4%, trong khi đó thì Đảng United Australia Party, gọi tắt là UAP, cũng đã có sự gia tăng nhẹ từ 3 lên 4%. Lễ hội âm nhạc Blue Fest, lãnh tụ lao động Albanese bị la ó. Ngày hôm qua, lãnh tụ Albanese và phát ngôn viên ngân khố Jim Chalmers đã đến vận động tranh cử tại vùng phía bắc tiểu bang Queensland. Sau đó vào chiều tối cùng ngày, ông đã trở về thị trấn Byron Bay thuộc phía bắc của New South Wales để tham dự lễ hội âm nhạc gọi là Blue Fest. Ông Albanese được coi là một người yêu thích âm nhạc và đôi khi cũng đóng vai trò người dẫn chương trình. Nên sự tham dự của ông Albanese tại lễ hội âm nhạc Blue Fest có vẻ như là một điều tự nhiên nhằm thu hút sự ủng hộ của thành phần trẻ. Khi ông đến, ông đã được một số cử tri tiếp đón nồng hậu. Tuy nhiên khi ông lên sân khấu để giới thiệu ca sĩ nổi tiếng Jimmy Barnes, thì ông Albanese đã bị cử tọa la ó. Có vẻ như đây là phản ứng mà ông Albanese đã không chờ đợi. Tuy nhiên đây cũng là phản ứng được cho là phù hợp với kết quả cuộc thăm dò mới nhất của công ty Resolve Strategic. Theo một cuộc thăm dò của Resolve Strategic, thì thời vận của Thủ tướng Morrison và ông Albanese đã đảo ngược vì ông Morrison được 38% cử tri ủng hộ trong vai trò thủ tướng so với 30% dành cho ông Albanese. Vài phát biểu quan trọng trong ngày vận động tranh cử hôm qua Chủ nhật. Hãng tin quốc gia AAP đã ghi nhận một vài phát biểu quan trọng mà Liên đảng và Lao động đã nêu ra trong cuộc vận động ngày hôm qua, tức là ngày thứ Bảy của cuộc vận động tranh cử kéo dài trong 6 tuần lễ.
Trước hết, Thủ tướng Morrison loan báo nghị sĩ Anna Ruston, đương kim Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội, sẽ được bổ nhiệm là Bộ trưởng Y tế thay thế ông Greg Hunt nếu liên đảng thắng cử. Bà Anna Ruston nói rằng đây là một vinh dự lớn khi bà có thể được thay thế Bộ trưởng Greg Hunt. Trong khi đó, thì Thủ tướng Morrison khi loan báo về các kế hoạch y tế cũng nhấn mạnh rằng thế mạnh của chính phủ liên đảng là tạo được một nền kinh tế mạnh mẽ, vì nếu không thì nước Úc không thể cải thiện được hệ thống y tế cho cư dân. Trong khi đó, thì lãnh tụ đối lập đã có phản ứng ngay tức khắc sau khi thông tin bổ nhiệm nghị sĩ Anna Ruston vào chức vụ Bộ trưởng Y tế được loan báo. Dựa vào một tài liệu cũ của 7 năm trước, ông Albanese đã chỉ trích bà Anna Ruston là muốn thay đổi hệ thống Medicare, một cáo buộc mà bà Anna Ruston cũng như chính phủ Morrison đã cực lực bác bỏ. Nhắc lại là hồi năm 2016, Đảng Lao động đã mở một chiến dịch hù dọa gọi là Medicare, hoàn toàn sai sự thật đối với chính phủ liên đảng, nhưng có vẻ cũng hữu hiệu, và có thể là lần này ông Albanese đang cố gắng sử dụng lại chiến dịch hù dọa này. Mặc dù Thủ tướng Morrison cũng như chính phủ liên đảng đã xác nhận rất nhiều lần là liên đảng không bao giờ thay đổi hệ thống Medicare tại Úc như những gì mà Đảng Lao động đã cáo buộc. Một vấn đề khác đang gây tranh cãi trong công luận là nghị sĩ Mary Spann, trong tư cách bộ trưởng về các vấn đề phụ nữ nhưng lại từ chối không phát biểu ý kiến trong vụ tranh cãi về việc ứng cử viên của Đảng Tự do, bà Catherine DeVries tại đơn vị Warringah, là nơi mà cựu Thủ tướng Tony Abbott đã từng làm dân biểu. Vấn đề gây tranh cãi là ứng cử viên Catherine DeVries muốn bảo vệ phụ nữ trong lĩnh vực thể dục thể thao đối với sự xâm nhập của những người chuyển giới. Cam kết của lãnh tụ Albanese nếu thắng cử sẽ thiết lập ủy hội bài trừ tham nhũng trước cuối năm 2022. Đây là vấn đề mà ông Albanese đã lập đi lập lại nhiều lần, chỉ trích Thủ tướng Morrison đã bội ước vì đã không thi hành cam kết bầu cử hồi năm 2019. Ngược lại thì Thủ tướng Morrison đã đổ trách nhiệm cho Đảng Lao động là không ủng hộ lập trường của chính phủ liên đảng trong vấn đề nhạy cảm này. Vào cuối tuần, ông Albanese đã cam kết là nếu Đảng Lao động thắng cử, ông sẽ đệ trình Quốc hội dự luật thành lập Ủy hội bài trừ tham nhũng trước mùa Giáng sinh năm nay 2022. Tuy nhiên, lời tuyên bố này một lần nữa đã không đi kèm với những chi tiết cần thiết để cử tri có thể biết được cấu trúc và quyền hạn của Ủy hội bài trừ tham nhũng liên bang sẽ là như thế nào. Ông Albanese chỉ nói rằng ủy hội mà ông đề nghị sẽ có quyền lực để mở các cuộc điều tra về những cáo buộc tham nhũng. Phản ứng của chính phủ Morrison là vẫn giữ nguyên lập trường cũ, tức là theo mô thức mà chính phủ liên đảng đã nghiên cứu với một phúc trình dài hơn 1.000 trang, mà theo Đảng Lao động là không có đủ quyền lực tương tự như Ủy hội bài trừ tham nhũng ACAC của New South Wales. Ông Morrison đã xác quyết là chính phủ liên đảng nếu thắng cử sẽ không áp dụng mô thức mà Đảng Lao động đã đề nghị. Trong khi đó, thì một vài dân biểu và nghị sĩ liên đảng tự do quốc gia nói rằng mối quan tâm hàng đầu của cử tri là cơm ăn áo mặc hàng ngày và sức khỏe nền kinh tế trong bối cảnh vật giá gia tăng. Trong suốt cuộc vận động tranh cử kể từ Chủ nhật 10 tháng 4, ông Morrison chưa hề chấp nhận bất cứ một kế hoạch nào của Đảng Lao động nếu liên đảng thắng cử. Trong khi đó, thì Đảng Lao động thường chấp nhận hầu hết các chính sách của chính phủ liên đảng, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh quốc phòng, cũng như các kế hoạch về kinh tế. Thủ tướng Morrison xác nhận là nghị sĩ Ruston sẽ làm Bộ trưởng Y tế nếu liên đảng thắng cử. Trong suốt mấy ngày lễ phục sinh, Liên đảng và Đảng Lao động đã có những thỏa hiệp không chính thức để giảm bớt các cuộc vận động tranh cử, nhằm mục đích có thời gian để tham dự vào các lễ hội tôn giáo. Một cách cụ thể thì Thủ tướng Morrison và gia đình đã tham dự lễ hội tại giáo đường trong đơn vị bầu cử Cook tại vùng Đông Nam Sydney. Trong khi đó, thì lãnh tụ Albanese đã tham dự một thánh lễ tại một giáo đường ở thành phố Cairns thuộc vùng phía Bắc Queensland, là nơi mà ông Albanese đã đến thăm viếng và vận động tranh cử. Tuy vậy, về phía liên đảng, nhân dịp loan báo kế hoạch trợ giúp bệnh nhân bị bệnh tiểu đường loại 1, Thủ tướng Morrison đã loan báo bổ nhiệm nghị sĩ Anne Ruston thay thế Bộ trưởng Greg Hunt trong vai trò Bộ trưởng Y tế nếu liên đảng thắng cử vào ngày 21 tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên, ông Morrison vẫn chưa loan báo là ai sẽ được bổ nhiệm để thay thế nghị sĩ Anne Ruston trong chức vụ Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội. Trong thời gian vận động tranh cử này, nghị sĩ Anne Ruston cùng với nghị sĩ Simon Birmingham là phát ngôn viên chính thức của Liên đảng Tự do Quốc gia, nên cử tri sẽ có nhiều dịp để nghe và thấy nghị sĩ Anne Ruston. Vấn đề chiết tính tổn phí ngân sách, Lao động bào chữa sai lầm của lãnh tụ Albanese trong đề nghị thiết lập trần y viện.
Mấy ngày trước đây, ông Albanese đã loan báo là một chính phủ lao động sau ngày 21 tháng 5 sẽ thiết lập ít nhất là 50 trần y viện trên toàn quốc Úc Châu để cung cấp dịch vụ cho công chúng trong giai đoạn chuyển tiếp từ dịch vụ của các bác sĩ gia đình và các khu khẩn cấp, emergency tại các bệnh viện. Thật ra đây không phải là sáng kiến mới của ông Albanese, mà là một phó bản của một chính sách mà cựu Thủ tướng Kevin Rudd đã loan báo trong cuộc bầu cử hồi năm 2007. Tuy nhiên sau khi thắng cử, thì chính sách này đã không được chính phủ Kevin Rudd thi hành. Và cũng trong thời gian này, chỉ duy nhất có một trần y viện được thành lập mà thôi. Nay thì ông Albanese sử dụng phương thức mà chúng ta có thể gọi là rượu cũ trong một bình mới, trị giá 135 triệu đô la. Và ông Albanese xác quyết là trị giá này đã được kiểm nhận bởi cơ quan ngân sách của Quốc hội, tức là Parliamentary Budget Office, gọi tắt là PBO. Tuy nhiên đây là một sự xác quyết sai lầm, vì thực ra cơ quan PBO chưa hề cứu xét và chuẩn nhận tổn phí nói trên. Giới lãnh đạo của Đảng Lao động đã bào chữa và bênh vực cho ông Albanese với lập luận rằng tất cả các chính sách của Đảng Lao động sẽ được cứu xét và chuẩn nhận bởi Văn phòng Ngân sách Quốc hội, theo thủ tục thông thường của một cuộc bầu cử. Đây không phải là vấn đề tranh cãi, nhưng vấn đề không phải là thủ tục thông thường mà hai đảng sẽ trải qua. Vấn đề là ông Albanese đã loan báo một sự việc hoàn toàn không đúng sự thật khi ông xác nhận là tổn phí đã được kiểm nhận, trong khi PBO chưa hề bắt đầu tiến trình này. Lãnh tụ Albanese và chính sách của Đảng Lao động lại phải giải thích về phúc đáp sai lầm trong vấn đề visa bảo vệ TPV. Trong một cuộc họp báo tại thành phố Cairns thuộc phía bắc tiểu bang Queensland ngày hôm qua, khi trả lời câu hỏi của ký giả là một chính phủ lao động sẽ ủng hộ biện pháp visa bảo vệ tạm thời, gọi tắt là TPV, thì ông Albanese đã trả lời ngắn gọn là yes. Tuy nhiên chỉ khoảng 11 phút sau đó, thì ông Albanese đã phải trở lại cuộc họp báo để cải chính, với lập luận là ông đã không nghe rõ câu hỏi, vì đáng lẽ ông phải trả lời là no. Vì đây là chính sách của Đảng Lao động trong vấn đề bảo vệ biên giới chống lại làn sóng thuyền nhân tầm trú. Đối với chính phủ liên đảng, thì chính sách này gồm 3 thành phần. Thứ nhất là sẽ kéo tàu thuyền nhân tầm trú ra khỏi vùng biển của nước Úc. Thứ nhì là những thuyền nhân tầm trú sẽ không được nhập cảnh vào nước Úc. Thay vào đó sẽ bị tạm giam tại đảo Manus của PNG và đảo quốc Nauru. Và thứ ba là đối với những ai đang có mặt tại lãnh thổ Úc, thì trong khi chờ đợi được cứu xét tư cách người tị nạn, thì chính phủ liên đảng sẽ cấp cho họ visa bảo vệ tạm thời TPV. Chính sách của Đảng Lao động là chấp nhận 2 thành phần đầu, và trong thành phần thứ 3 thì Đảng Lao động không đồng ý với chính sách của liên đảng. Do đó khi trả lời yes, ông Albanese có thể đã không nhớ hoặc không biết là chính sách của Đảng Lao động của mình. Và đây là lầm lỗi mới nhất của ông Albanese vào ngày hôm qua Chủ nhật. Trong suốt 7 ngày tranh cử của tuần lễ đầu tiên, ông Albanese đã phát biểu sai lầm hoặc có những lầm lỗi nghiêm trọng đến 6 lần, tương đương 1 lần mỗi ngày. Mà trầm trọng nhất là ông đã không thể trả lời về mức lãi suất tiền mặt của RBA và tỷ lệ thất nghiệp. Hai lầm lỗi lớn nhất này đã xảy ra vào ngày thứ Hai 11 tháng 4. Sau đó còn có thêm nhiều lỗi lầm khác nữa, mà hậu quả theo cuộc thăm dò công luận được phổ biến trên tờ Sydney Morning Herald và The Age là thời vận giữa Thủ tướng Morrison và lãnh tụ Albanese hiện đang xoay chiều, khi ông Morrison được cử tri ủng hộ là 38%, trong khi con số này đối với ông Albanese chỉ là 30%. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.